Với sự tham gia của cựu Phó tổng thống Joe Biden, cuộc đua tổng thống năm 2020 được mở rộng hơn. Các ứng viên dân chủ khá đa dạng, trẻ nhất là 37 và lớn nhất là 77 tuổi. Có người theo hướng tự do, cũng có người theo khuynh hướng ôn hòa, bao gồm nhiều thường nghị sĩ, thống đốc, thị trưởng và đặc biệt là một lượng lớn chưa từng có của phụ nữ và sắc tộc thiểu số. Đảng dân chủ xem cuộc bầu cử sắp tới là một cuộc đua bắt buộc phải thắng. Họ tìm cách đề cử ứng viên tốt nhất để có khả năng đánh bại Tổng thống Trump. Dưới đây là 20 ứng viên của đảng Dân Chủ. Ông Joe Biden đã 76 tuổi. Ông được biết đến là phó tổng thống làm việc dưới thời cựu tổng thống Barack Obama từ năm 2009 đến 2017 và là thường nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 1973 đến năm 2009. Ông nổi tiếng ở một số nơi là thành trì của đảng Dân Chủ, gần đây đã bị mất như tiểu bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania vốn là nơi có nhiều cử tri thuộc tầng lớp lao động. Điểm yếu lớn nhất của ông Biden là ông quá già và đã để các đối thủ vượt mặt trong năm thập niên qua. Nhiều người trong nội bộ Đảng dân chủ mong muốn bầu ra một thế hệ mới nắm quyền lãnh đạo thay vì những người kỳ cựu như Biden. Bên cạnh đó, gần đây ông cũng vướng phải những cáo buộc sử dụng từ ngữ khiếm nhã với phụ nữ. Ứng cử viên thứ hai là Cory Booker. Ông Cory Booker, 49 tuổi, từng phục vụ với cương vị thị trưởng của New World và hiện là thượng nghị sĩ của New Jersey. Ông đã gây chú ý vào năm ngoái khi tự xưng là Spartacus và chống lại các quy tắc bảo mật tài liệu của Thượng viện đối với đề cử thẩm phán tối cao pháp viện Brett Kavanaugh. Ưu điểm của Cory Booker là thái độ lạc quan và tinh thần đoàn kết giữa bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc Điểm yếu lớn nhất của ông là phí thời gian cố thuyết phục các cử tri cực bảo thủ ủng hộ Trump. Ứng viên tiếp theo là ông P.T. Buttigieg, 37 tuổi, được biết đến với chức vụ thị trưởng Nam Ben, Indiana và là cựu sĩ quan tình báo hải quân. Ưu điểm của PT t Buttigieg là chiếm được tình cảm của các cử tri ở nhiều độ tuổi khác nhau với thông điệp về sự hy vọng và một thế hệ lãnh đạo mới. Điểm yếu lớn nhất của PT Buttigieg là trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm chính trị. Ông cần tăng cường các hoạt động cho chiến dịch của mình để thu hút cử tri thiểu số. Ứng cử viên tiếp theo là ông Julian Castro, 44 tuổi, được biết đến với cương vị Bộ trưởng Y tế, làm việc dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama và là thị trưởng của San Antonio, Texas trong nhiều năm. Ưu điểm của Julian Castro là trẻ tuổi và là người Latino duy nhất trong cuộc đua tổng thống trong khi đảng Dân Chủ đang tìm kiếm một gương mặt mới đại diện cho họ. Tuy nhiên, các hoạt động gây quỹ của ông thua xa các ứng viên tổng thống khác. Ứng cử viên tiếp theo là ông John Delaney, 56 tuổi, được biết đến là cựu dân biểu của Maryland. Ưu điểm lớn nhất của ông là tập trung vào nông thôn, bao gồm các đề xuất củng cố nông dân gia đình và thúc đẩy cơ sở hạ tầng nông thôn. Một kế hoạch giúp Trump giành chiến thắng ở Rust Tuy John Delaney có tên nhưng không mấy người biết đến ngoài Maryland được nhận diện thấp. Ứng cử viên tiếp theo là bà Tulsi Gabbard, 38 tuổi, nổi tiếng với cương vị dân biểu của Hawaii, là người Soma gốc Mỹ đầu tiên và là người Hindu đầu tiên được bầu vào quốc hội. Ưu điểm của Tulsi Gabbard là công tác quân sự của bà ở Iraq và Kuwait. Tuy nhiên, bà bị chỉ trích trong chuyến thăm Syria năm 2017 để gặp Tổng thống Bashar al-Assad, người bị cáo buộc gây tội ác chiến tranh và diệt chủng. Tosi Gabba cũng bị buộc phải xin lỗi công chúng vì chủ trương chống lại quyền của người đồng tính. Ứng cử viên tiếp theo là bà Kirsten Gillibrand, 52 tuổi, là thượng nghị sĩ của New York, một trong những nhân vật có tiếng nói nhất trong các vấn đề quấy rối tình dục, trả lương công bằng cho phụ nữ và các vấn đề gia đình. Ưu điểm lớn nhất của Kyrgyzstan Gillibrand là không ngại thách thức đảng của mình. Hưởng ứng phong trào Me Too, Kyrgyzstan Gillibrand đã kêu gọi thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Al Franken từ chức vì những cáo buộc xâm phạm tình dục của ông và nói rằng cựu tổng thống Bill Clinton nên tự nguyện từ bỏ cương vị tổng thống vì bê bối ngoại tình với thực tập sinh intern Monica Lewinsky. Điểm yếu lớn nhất của Kyrgyzstan Gillibrand là chiến dịch gây quỷ chậm chạp. Ứng cử viên tiếp theo là Kamala Harris, 54 tuổi, cựu bộ trưởng tư pháp của California, hiện là thường nghị sĩ của California. Kamala Harris được biết đến là người thường chất vấn các ứng cử viên của Trump. Ưu điểm của Kamala Harris là một phụ nữ da đen, tuy nhiên nhiều người đang tò mò về những thành tựu mà Kamala Harris đạt được trong việc thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp hình sự khi còn là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang California. Ứng cử viên tiếp theo là John Hickenlooper, một chủ quán bia hơi đã trở thành chính trị gia cuối đời trong cương vị thống đốc tiểu bang Colorado. Ưu điểm của John Hickenlooper là một chính trị gia không chính thống, có thể thắng ở các tiểu bang bầu cho cả hai đảng phái. Điểm yếu của ông là những lời nói đù của ông. Ông đã làm một số nhà hoạt động bảo vệ môi trường thất vọng khi không kiểm soát được ngành năng lượng. Ứng cư viên tiếp theo là Jay Inslee, 68 tuổi, thống đốc tiểu bang Washington và là cựu dân biểu. Ưu ừ điểm lớn nhất của Jay Inslee là thông điệp chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông có thể bị quy chụp là ứng viên chỉ biết về một vấn đề của đất nước. Tiếp theo là Amy Klobuchar, 58 tuổi, giữ chức thượng nghị sĩ ba nhiệm kỳ. Amy Klobuchar nổi bật trong phiên điều trần trước Ủy ban Thường viện của Brett Kavanaugh khi chất vấn liệu Kavanaugh có từng uống rượu nhiều đến mức không nhớ gì cả hay không. Ưu điểm của Amy Klobuchar là một nhà lập pháp thực dụng, sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng Hòa để hoàn thành công việc, một phẩm chất giúp bà giành chiến thắng khắp Minnesota, kể cả các vùng nông thôn ủng hộ Trump vào năm 2016. Điểm yếu của Amy Klobuchar cũng là chủ nghĩa thực dụng của bà các cử tri dân chủ ngày càng thiên tả hơn, cũng có tin đồn rằng Amy Klobuchar ngược đãi nhân viên. Ứng cử viên tiếp theo là Wayne Messam, 44 tuổi, nổi tiếng với vai trò là thị trưởng của Miramar, Florida và chơi trong đội bóng Đại học tiểu bang Florida, giành giải vô địch năm 1993. Ưu điểm của Wayne Messam là kinh nghiệm làm thị trưởng của ông trong việc cân bằng các quy định của chính phủ để bảo vệ môi trường trong khi vẫn tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển thịnh vượng. Điểm yếu của Wayne Messam là không mấy người biết tên và gây quỹ chậm. Tiếp theo là ứng cử viên Seth Moulton, 40 tuổi, nổi tiếng là thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts và là cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq. Seth Moulton thu hút sự chú ý trong nỗ lực chống đói Nancy Pelosi nắm chức chủ tịch khi đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ Viện. Sức mạnh của Seth Moulton là kinh nghiệm quân sự và làm việc trong quốc hội. Điểm yếu lớn nhất của Seth Moulton là nhận diện tên thấp và bắt đầu chiến dịch gây quỹ khá muộn để chuẩn bị cho giai đoạn tranh luận trong mùa hè 2019. Ứng cử viên tiếp theo là Beto O'Rourke, 46 tuổi, cựu nghị sĩ đã thua trước đảng viên Cộng hòa Ted Cruz, trong cuộc đua vào Thượng viện năm 2018. Ưu điểm của Beto Oruti là chiến dịch DIY của ông. Ông đã tự tổ chức nhiều sự kiện và diễn thuyết khuyến khích các cử tri thảo luận. Điểm yếu của ông là sự nhiệt tình, mơ hồ và thái độ lạc quan lưỡng đảng. Ứng cử viên tiếp theo là Tim Ryan, 45 tuổi, dân biểu của Ohio từng cạnh tranh với Nancy Pelosi trong nỗ lực trở thành lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện năm 2016. Điểm mạnh của Tim Ryan là chiến lược quảng bá của ông với danh hiệu Người kết nối của đảng Dân Chủ với tầng lớp lao động. Điểm yếu của ông là nhận diện tên thấp và bắt đầu chiến dịch gây quỷ muộn. Ứng cử viên tiếp theo là Bernie Sanders, 77 tuổi, nổi tiếng với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 chống lại bà Hillary Clinton Ưu điểm của Bernie Sanders là kinh nghiệm làm thư nghị sĩ của ông. Bernie Sanders tự nhận mình là một nhà xã hội chủ nghĩa và tuyên bố này đã thúc đẩy chiến dịch năm 2016 của ông với con số quyên góp gây quỹ tốt nhất trong đảng Dân Chủ tính cho đến nay. Điểm yếu của Bernie Sanders là vùng ủng hộ của ông, hầu hết chủ yếu là người da trắng. Ứng cử viên tiếp theo là Eric Swalwell, 38 tuổi, dân biểu của California, nổi tiếng với các chỉ trích Tổng thống Trump trên tin tức truyền thông. Ưu điểm của Eric Swalwell là hiểu biết về truyền thông và sự trẻ trung có thể thu hút các cử tri trẻ. Điểm yếu của Eric Swalwell là nhận diện tên thấp và bắt đầu chiến dịch gây quỷ muộn. Ứng cử viên tiếp theo là Elizabeth Warren, 69 tuổi, thượng nghị sĩ của Massachusetts và cựu giáo sư của Đại học Harvard, nổi tiếng với sự nỗ lực kêu gọi bảo vệ người tiêu dùng dẫn đến việc thành lập cục bảo vệ người tiêu dùng dưới thời cựu tổng thống Barack Obama. Ưu điểm của bà Elizabeth Warren là các ý tưởng chính sách tiến bộ của bà bao gồm xóa nợ cho sinh viên, phá vỡ độc quyền nông nghiệp và các công ty công nghệ. Điểm yếu của Elizabeth Warren là cực tả, cách tiếp cận các chính sách của bà có thể tổn thương những người ôn hòa và có nguy cơ khiến cử tri xa lánh. Ứng cử viên tiếp theo là Marianne William 66 tuổi, nổi tiếng là một tác giả sách bán chạy và leader tinh thần. Ưu điểm của Marianne Williamson là sự thu hút, sự quan tâm của các cử tri hâm mộ sách của bà. Tuy nhiên, Marianne Williamson có tên nhận diện thấp và ít kinh nghiệm chính trị. Ứng cử viên cuối cùng là Andrew Yang, 44 tuổi, một doanh nhân với đề nghị tăng thu nhập 1.000 USD mỗi tháng cho mỗi người Mỹ và không có ràng buộc nào. Ưu điểm của Yang là chương trình nghị sự mạnh, am hiểu công nghệ nhưng Yang có nhận diện tên thấp và không có kinh nghiệm chính trị.